rồi vườn em có bán lan đột biến nha anh chị em ơi bữa nay là bán một cái giống cây đó là cây yellow Black dòng này thì em sẽ để cái tên trên 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 video luôn à, để cái tên trên video để cho anh chị em mình xem và mình biết cái mặt bông lên mặt bông chớp và không chớp ha cái thằng này là hàng sổ 10% sổ số 10% tức là tỷ lệ sổ rất cao nha các nhà sổ số 10% luôn cho anh chị em mình chơi thì cũng như những buổi like em những buổi like của em cũng đã hay có chia sẻ lên đó anh chị em mình đã sưu tầm một số rồi ha thì cái hàng này thì anh chị em mình đặt hàng thì chậu là chậu phi 12 như thế này cây nó cao tầm 20 mươi xăng hàng đứng ngọn như cái hàng này đứng ngọn rồi à, anh chị em mình sưu tầm thì về mình làm hoa liền trời không có chờ đợi gì nữa anh chị ơi hàng này ha đứng ngọn như thế này là cho hoa cho cái nhà mình về sổ số, số nếu mà anh chị trúng cái đột biến thì giá trị cũng khá là cao ha nói chung là khá là cao là hết ít nó rất là cao anh chị <laughs> đó thì hàng hay cây nó rất là đều cây anh chị ha thì hàng đều cây anh chị thấy cây rất là lùm ha cây bộ lùm khá là tốt mà thân lá như thế này ha rồi em chạy một bông để màn hình cho cái nhầm xem luôn combo 3 cây là 210 trăm mười năm cây 300 k bằng giá những dòng đen nắng khác ví dụ như là cây quyết long hay là cây hổ mang hay là cây kinh ba vẫn bằng giá nhau để cái nhầm cho thấy gọp đơn mình sưu tầm về chơi giữ giống như nhà rồi cái nhà mình có thể sưu tầm hàng sưu tầm hàng sổ số, số thì liên hệ giúp em số điện thoại 039 23 em đang chia sẻ cái nhầm là cái giống sổ số Zalo Black ha, Zalo Black. À sổ 10% nha các em.